cũng có phiên bản Android Razer đã công bố phụ kiện điện thoại thông minh mới nhất của mình, Razer Phone Cooler Chromer. Một quạt làm mát chuyển ánh sáng RGB cho iPhone hoặc thiết bị Android của bạn được thiết kế để giúp làm mát điện thoại của bạn khi chơi game cường độ cao. Quạt Cooler Chromer có hai phiên bản. Cả hai đều có giá 59,99 đô la Mỹ. Một mẫu từ tính tương thích với hệ thống phụ kiện MagSafe của Apple gắn ngay vào mặt sau iPhone của bạn và một mẫu có kẹp vạn năng cho các thiết bị Android hoặc iPhone không có MagSafe. Mặc dù có thiết kế tập trung vào thiết bị di động, quạt Cooler Chromer dường như không có pin tích hợp. Có nghĩa là bạn sẽ cần cắm nó vào nguồn điện USB-C khi muốn sử dụng. Điều này có thể sẽ hạn chế nó sẽ thực sự hữu ích như thế nào đối với việc chơi game khi đang di chuyển. Đối với các đặc tính làm mát thực tế của Cooler Chromer, Razer lưu ý rằng nó có quạt 7 cánh quay với tốc độ lên đến 6.400 vòng một phút. Bộ làm mát nhiệt điện và bộ tản nhiệt bằng nhôm để hút bớt nhiệt thừa ra khỏi điện thoại của bạn. Tất nhiên cũng có 12 đèn RGB có thể tùy chỉnh vì nó là một phụ kiện chơi game. Razer Phone Cooler Chromer hiện đã có trên trang web của Razer. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau. Rất mong sự ủng hộ của các bạn. Chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé.